Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải mua cái đao độc sắc anh em. Với giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu thì Khải được ít kim và ban thêm tiền em ơi. Trời ơi, tóc độc sắc 30. 33 quá đẹp luôn. Rồi giao dịch tiếp. Nói chung là mua cái đao này là cố gắng cho anh em xem set đồ này như thế nào, anh em 80 chọn, cố gắng lên set đồ trong video này luôn cho anh em xem. Một cái nón mọc, hay sẽ có một cái nón mọc nữa đỡ có thể kích nha nè. Rồi ok. Rồi, hãy ban tiền cho anh nha. Để tới nha nè. Đây anh em. Mới giao dịch 35 kim thì sẽ ban thêm ít tiền nữa xong. Quá đẹp. Chúc anh em. Hiện tại cái đao này thì Khải sẽ cắn lắc buổi tối nữa đánh, trời ơi easy game luôn em, không còn phải chờ. Quá đẹp luôn em ơi. Rồi ok, đã đi mua cái áo của Khải đâu. Đây Khải sẽ thay về set đồ 80 chọn theo hướng độc sắc. Áo nào này trước có cái mạch thay vào áo này thì nó mất đi 100 sinh lực, nhưng mà không sao, nó sẽ kích được cái đao nè. Chón 30 nè, 1, 2 rồi đội nhà. Rồi đến cái giày, một cái giày 540. Hôm trước phải mua một dây 540 đâu. Đây một cái dây truyền thủy, đây truyền thủy, đây dây truyền thủy chón. Đây bù lại dây truyền được rồi, tính ra mất sinh lực này mà. Truyền thủy chón. Giờ Khải sẽ nhẫn kim, bỏ nhẫn này ra. Bọn nhẫn này mang một nhẫn kim, Khải sẽ cố gắng tìm một nhẫn kim sức mạnh nha nè. Người ta có một chiếc rồi. Đây cái ngọc bội, thiếu một nhẫn kim. Ngồi vô ạc rồi. Sẽ vứt ba cái đồ không xài qua bên ạc bên này luôn. Dư áo thổ nè. Vậy rồi đây. Ủa, bây giờ chậm 40 mình ở đó rồi. Chết tôi rồi. What the hell. Ở đây, đây. Con nem độc đang giữ. Đậu xanh, ở đây. Đây. Cố gắng kích lên 80 chậm, 80 chón cho anh em xem nha. Rồi xong giày này tại đây bằng cái đao này với đao kia thì đao nào lực tay cao hơn để test thử nào. Hiện tại khả năng có cái này cũng có một cấp nè, đó là lực tay khá là cao. Mang lại cái đao thổ lực tay à. Ôi tính ra cái đao độc Khải lực tay cũng tương đối đẹp nè mà. Hiện tại anh em cùng xem này, cái đao kim thì cái đao này tóc 20 sát thương 9 điểm thì khá là phèn, đúng không? Khá là phèn luôn, 9 điểm thôi. Hồi trước phải mua 1 triệu nè, cái đao đó phải mua 1 triệu mà lực tay là 4160. Cái này là có kỹ năng gì nè, không có kỹ năng lực tay khá là thấp, lực tay được 3716 đúng không? 3716. Giờ mang đao độc sắc vô, một cái đao tóc 30 độc sắc 33 mới mua, mang nghêu kích nè. Ui lực tay hơn được mấy chục điểm luôn nè, ngon, đẹp. Cái này tính ra cái cây này lực tay nó độc sát này là hơn cái cây sát thương của Khải này. Cây thương Khải tóc lực tay thóc quá. Nói chung là cũng ngon, thêm được ít tiền nhưng mà độc sát đánh Tống Kim nó lại chắc hơn nè. Rồi ok. Rồi mang kỹ năng vô. Trời, lên được 400 lực tay. Rồi nhận kim. Đó. Hiện tại thì cho anh em thấy thì Khải được là 20 chón nè, 30 chón là 50 chón, kèm với này là 90 chón đó, làm chậm này, làm chậm đai lưng này, rồi làm chậm dây này đó. Thì hiện tại kháng lôi Khải, nói chung cái hiệu ứng kháng của Khải bị mất đi này mà, bị mất đi hiệu ứng kháng lôi khá là nhiều. Rồi Khải sẽ mang đẹp rồi. Giờ cái Khải sẽ mang một cái nón kháng lôi. Ok, trong cái video này Khải đi gì một cái nón kháng lôi này mày. Ok anh em ơi, sau khi đi dạo mua xong thì mua được cái nón 50 vạn này mày. Được cái sinh lực, nội lực. Kháng thì cũng có nhiều cái nón có kháng sinh kháng 27, 28 cũng 57 vạn, 100 vạn quay đầu, nhưng mà lại không sinh lực nữa. Cung lô mà Khải lại ưu tiên sinh lực hơn nên là thôi chọn cái sinh lực 14 huyết. Rồi đổi cái nón này thành nón ra đây. Rồi ok, đang vô. Vì Khải đang tại vì Khải đang mang set thân pháp này. Thân pháp này bỏ ra về đó. Cất thân pháp. Mình sẽ thân pháp đó bỏ qua và lo. Cần đồ cất tiếp. Rồi. Rồi mặc đồ vô cho anh em xem nhé. Rồi bỏ set thân pháp qua bên cầu lon ạ. Xong rồi lên đảo luôn nha anh em. Lên đảo Khải tăng đại điểm luôn, tại vì cái đao đẹp là giảm bớt cái chống phá lại. Mình còn gì nữa bỏ qua nó luôn. Sẽ thân pháp bỏ góc rồi cần phải kết tiếp. Vừa rồi Khải kết thân pháp nó được mấy chục điểm rồi, 40 điểm rồi, khá là nhiều, không biết đâu. Mấy đồ thừa bỏ qua bên kia, nón nè, giày này, áo nè, này đó thứ lòng rất là ngon. Đó. Đó. Ok, bằng đồ vô nè, áo nè, dây chuyền nè. Nhấn này. Nhấn này. Tay này. Bỏ ra này. Bộ xung lực cao. Đây. Rồi, xong sức độ. Ui giời, hào kháng lôi nhìn thấp dữ ta. Đây đây đây. Lôi được có 60. Dùng ra cánh lắc này nè. Rồi. 60. Đó. Tống Kim cân lắc đây, xem lại tổng thể xích đồ. Chón 20, chón 30, kèm với chón này nó được 90 chón như nè. Đó, nhẫn, sức mạnh, nhẫn sức mạnh. Rồi đại lương này lương làm chậm thì cần ngọc bội đỡ kích, sinh lực cao. Rồi giày làm chậm thì cần đao. Nón, đó, ok. Sinh lực sau mana 600, ok này. Món này rồi ra bán. Món đồ thừa. Nhậu giờ có lon được, chập rương. Vậy đó. Đó đang rào. Món gì đó đang group. Xong sẽ đồ thì lên đảo nha nè. Đao này Khải đang bán lại nè mà, đang bắt lại anh em đâu cần alo. Rồi, lên đảo. Đôi khi mạng đa 30 giữ tóc ở đây mà, giữ đến 10 tóc thì lên đảo. Tay là điểm. Đồ, mang thì đang cũng có lực tay khác gơ luôn. Hôm qua top 8 Tống Kim được kỹ năng cũng có nè. Let's go. Nào thấy ba viên. Bỏ kỹ năng là tính là tăng nhớ. Rồi. 10 tăng này mất được bao nhiêu? Này hiện tại chiếm mạng 14. Chiếm mạng 14 của chống phái. Rồi, sau khi mang đao tóc 30 thì nắng này 22 điểm nè. Đặt 101 được 23 điểm. Rồi. Đây cái này được mấy này 16 rồi. Mình đi đến mạng 12. Ok, dồn cái này mất với bạn mình đẹp 12. Ok luôn em ơi. Trời ơi, mày đánh lại chịu nói. Cái này vẫn giữ 13 thôi. Rồi. Điểm hôm này quá chắc luôn em. Tối này đánh lấy cái tóc Tống Kim nữa đẹp luôn, quá tuyệt vời. Đó, giữ 1 điểm, điểm tăng rồi giảm phần đam, rồi tuyệt vời. Cái mã là 50, 62 cái này 16 là 78 chứ mà quá đẹp. Rồi. Đó. Này đánh ok luôn em. Được chưa? Tối lên nét là viết à, ok nhớ nè. Rồi xếp đồ xong em ơi. Đây tổng lại xếp đồ anh em xem. Xếp đồ thì đổi xếp đồ này thì lượng sinh lực nó mất đi một tí, tại vì cái áo hôm trước Hải có 100 sinh lực, này mất 100 sinh lực nè. Rồi cái dây chuyền này được 100 mấy sinh lực, mất đi mấy chục sinh lực nữa. Máu còn cái K6 thằng á. Bùng là được nhận sinh lực cao. Rồi, như nhau thôi, mất đi khoảng rồi, tức là mất hơn 100 sinh lực đây mà. Khá là nhỏ, mất hơn 100 sinh lực. Không sao. Đây thì cũng sao. À ok. Nào bây giờ khả năng thiếu 3 điểm nữa đặt móc bên này đúng không? Tại đi rút 3 điểm sinh khí kìa. Xong rồi anh em. Đây, ok, tối nay Tống Kim cái gì luôn. Rồi, hãy đi rút cái điểm này. Anh em nào muốn rút điểm nhanh thì lên chỗ góc này rút nè. Là môn trắng. Rồi, thì bộ này rút mấy điểm lại tăng lại dùng quân cấp. Tại Khải tăng lên 3 điểm nữa cho lực tay 3k4. 3k4 4k2 nè. Đó, thay sơ đồ này thì Khải nghĩ là sau hơn một tuần tham gia Tống Kim này nhiều trận top 15, 16 trong những ngày đầu tiên đang tập luyện cái map mới cho đến ngày thứ 6, thứ 7 thì một trận top 7, trận top 8 rồi. Ngày hôm nay là trận thứ 8 rồi, tối nay trận thứ 8 như thế nào này cho anh em xem. Sau khi thay đổi cái đao này nó hiệu quả như thế nào. Đó. Đao Khải vừa mua 3,5 triệu quá ngon. À, đại nhân què này, em đi rút điểm. Hôm nay rút sinh khí. Rút 5 điểm đăng ký đập lại cho này 3 điểm, còn là 2 điểm. Rồi. Ui, gần 3k4. Ok. Ok anh em ơi. Nấu lần này là vô đánh Tống Kim rồi. Ok, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khả một like, chia sẻ chơi và tối không trận Tống Kim tối nay nha anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye. Đó, này điểm tuyệt đối khá đẹp. Giờ cứ lên cốc này tăng vô cái điểm phản đam cho nó chống bị sốc đam luôn nè. Hiện tại điểm phản đam mới có 14 điểm thôi, còn điểm 6 điểm cũng được, quá đẹp. Rồi, hẹn anh em ở những video trận Tống Kim 21 hàng ngày là laptop nha anh em ơi. Bye bye.